I gave 500k to this woman because I was waiting at the bus stop and I saw her walk past on the road. She had a bag full of plastic water bottles, empty plastic water bottles. She's collecting recyclables, and it wasn't for show. You know, you have some of those people that just do it for show. But I saw this woman. She walked a bit further up the road, and then she saw a bottle at a base of a tree, and she emptied it out and put it in her little collection, and kept walking very slowly, by the way. So I gave her 500k. It was pretty cool because she was more erudite than I thought. You know, for someone like on the lower margins of society, you think they're going to be not very well spoken, but she was very well spoken, very sounded very learned, which just made it sadder. You know, because it's kind of more easier to take if all of these people on the lower ends of Vietnamese society were just miscreants and nutcases, but most of them just seem like you and me, or maybe like me, not you. So, by pure coincidence, I saw her. Well, she said she hung around this street, and I went past and I saw her. So maybe, I think she will remember me from last time, because it's not every day that you get, you know, a random 500k. Like, she even remarked when I gave it to her, oh, this is quite a bit. So hopefully she remembers me. And because there's been a few cases where I didn't manage to capture the donation. So this is one we can maybe get some like evidence for. We found the woman, but I saw her sitting outside this Circle K, so I'll see if she's there. If not, we'll find her in another day. She could be homeless or something, man. Yeah, so we got like 1.7 mil from Suntu's donations. I gave 500k to a roving vendor near the hospital, which maybe I'll insert some footage here. She was sleeping on the side of the road. And this one we gave 500k, but didn't have the footage. Yeah, she is sleeping. She's sleeping on the roadside. Seems a bit public to just give her some cash now. Maybe I'll just give her like 200k. Wait. I don't even. This might not be the same one. Or maybe it is. She's sleeping. Maybe I'll come back. Cô, chị ơi, hôm qua em gặp chị ở trên đường Điện Biên Phủ rồi không? À vâng. Cô nói là cô hay có mặt ở Giang Văn Minh đấy. Cô chóng mặt, cô vừa ra đây, cô nằm ở một tèo. À, ok. Người em mệt, đấy hôm qua con cho cô đấy. À, hôm qua cô nhớ không? À, con vừa đấy. Ờ. Con ăn gì chưa? Con phở ăn liền đấy, con có ăn không? À, không. Có phở ăn liền, vào đây xin nước sôi ăn. À, được. Cô ngon được, đấy con vừa đây đi. Không, cô ngồi đi. Con vừa đi ra đây mà cô hơi chóng mặt, cô nằm ở dưới để cho nó không à. À, mà hôm qua cô nhớ con gặp ở trên Điện Biên Phủ. Con cho cô 500.000 đấy. Vâng, cảm ơn con nhiều nhá. Con tốt với con, cổ quá đấy, con ngồi đây đi. À. Con ngồi đây. Thôi giờ con đi về, nhưng mà con tính gửi cô một số tiền để cũng như là mua đồ ăn ấy gì á. Không,
nhá. Mà con gửi cô một số tiền để thấy cô ngủ. Con nhá, cảm ơn con nhé. Cô okay. Vẫn ở đây mà tối nào cũng ở đây. À. Nhà cô ở kia, nhà rất là đẹp, có biệt thự mà ở trong đó cũng không có gửi được. Vâng, ok. Chú mất rồi, con cũng mất rồi. À. Bao giờ con về trong đấy? Cho cô nhiều nữa lấy gì ăn? Không, con có tiền mà, con có gì. Con mua phở ăn liền nhé, con phở ăn liền đây này. Không, con về liền rồi, con về ngay rồi. Nãy con đi qua con chỉ thấy cô, con hỏi thăm rồi. Chứ cô tên gì? Cô Lê, thế con tên là gì? Cô Lê. Ờ. À, con là tên Tùng. À, Tùng đó. À. Cô 61 tuổi, con nhớ cô nói cô hay ở đây. Cô 72. À, 72 à? Cô 72 rồi đấy. À, 72 tuổi rồi. À. Trông trẻ. Cô Lê. Cô Lê, ok. Thì con thấy cô nghỉ ngơi đi, con về nhé. Bây giờ cũng muộn rồi. Có dịp hôm khác con gặp lại nhé. Cô cô nhé. Rồi. Con đi bộ à? Con đi bằng xe buýt à? Hôm qua con chở xe buýt à? Vâng, vâng. Rồi. Thôi con đi về nhé. Con về nhé. À, chào cô nhé. Cảm ơn con nhiều nhé. Thích quá. Hồi xưa cô cũng rồng lắm. Cô cũng làm từ thiện rất nhiều. À, thế à. Lại Phật. Thế là bây giờ mọi người lại cho con để làm tiền cho cô. À. Có khi cô bán nhiều nhà lắm. Cô cũng giàu lắm. Cô cũng làm từ thiện suốt đấy. À. Thì con nghe cô nói chuyện có trình độ. À, cô như? Trưởng phòng, cán trưởng bộ phòng. Truyền hình. À. Thế nhưng bây giờ cô về một cục rồi. Không có như luôn. À, còn tại vì là nó có trong hoàn cảnh gia đình mà ông già nhà cô chữa bệnh đưa báo chí là cô làm lương thì xin thôi thế là cô không có lương. Thế rất là cái chú tổng cục trưởng tổng cục giao thông nhưng mà chú mất rồi 21 năm người chẳng tiền người trên 32 chẳng tiền chú lớn đấy chú mà con số phận. Có thích lấy vợ Bắc không? Thích chứ, con thích người Bắc. Ừ, đi lễ đi, lễ xin. Lễ à? Ok. Dạ. Xin. Ok, thì giờ con về trước nhá. Vâng. Có gì mốt có dịp nói tiếp vâng. Nhá. Con về nhá, vâng. Cảm ơn con nhá. Vâng. Chào cô nhá. Vâng, vâng. Chào cô. You know, didn't think we would be able to find her again, but thankfully she recognized us and remembered the donation, and otherwise would have been lost in the void. But yeah, it's been, I have lost a few donations that way. I mean, like I said, Lars Fossey, we found Old Man River, and then I accidentally deleted it because it was attached to some files with Bac Thân in Hòa Bình. Another one was some guy just ran off after I donated to him, 500k, a fire breather. I donated to him, and I think that he thought that I mistakenly gave him a bigger note than I should, because I mean, it's very rare, like no one would give 500k as a tip for a fire breather. So I think that he thought that I mistakenly thought it was 20k and accidentally gave him 500k. I mean, they're both blue notes, so people sometimes mistake them for each other. Similar looking currency. So he was going around getting tips. I gave him the 500k. I was about to say some stuff, and then he just took off, just ran off. He didn't even ask other people there for tips. So I think it was, I don't know. Yeah, he probably just thought, shit, this guy made a mistake. I better not hang around for him to recognize it. And another time, I gave, I think, 2 million. This was a while ago, to someone in Gung Tho, one of the boat women. And I don't know why, the footage got lost. And another one was, what was the other one? 500K I gave. Right. Yeah, so yeah, we got one more donation from Sun 2, man. I saw this woman. Wait, maybe I'll try with the
some less money, right? Sitting in a doorway. So maybe we'll give out some cash from you. Oh, cô chờ ai à? Cháu ơi, gửi cô một số tiền mua đồ ăn nhé. Rồi. Rồi. Chào cô nhé. Rồi. Rồi. Maybe she had a mental problem, man. She didn't speak. So yeah, still got 300k from some two, man. Chị ơi, cô buồn ngủ à? Mất cả tiếng rồi đó. Mệt quá rồi. Ốm ấy, cô ốm ấy. Ốm à? Đang ốm à? Cô mất cả tiếng ấy à... Mà Bán é à? Chẳng này bán là é, cô biết thì cháu thấy có người đâu. Đông mà, đông người. Ngạt mà chạy. Mà không đi buồn nhạc thì làm gì có tiền nộp tiền phòng cháu. 1.2 triệu một tháng. 1.2 triệu tháng à? Chỉ cho người ta thuê 1.2 triệu à? Cô phải thuê người ta 1.2 triệu một phòng ấy. Tưởng cô cho người ta thuê phòng 1.2 triệu á. Cô làm gì có phòng, cô ở nhà quê, cô lên đây cô đi cô kiếm. Quê ở đâu? Quê cô ở Hà Nam. Hà Nam à? Bây giờ cô muốn về không về được. Hà Nam gần mà, đi bộ về cũng được. Ôi chạy xe đạp về cũng được. 100 cây số ấy cháu. 100 mà 50 cây là tới Phú Lê rồi. 100 cây. Thế nhà cô là 100 cây. Mà có cô năm nay cô biết như này mà thuê phòng. Cô ốm cô mất cái tiếng ấy. Mất tiếng à? Ý là bán đắt quá mất tiếng rồi. Tính tiền cho hết dọn luôn. Cô thuê phòng người cho là 1.2 triệu một tháng mà mình không đi cũng phải mất tiền cho. 1.2 triệu chia ra thành 4 người à? Có mỗi mình cô. Mỗi mình cô à? Trước nay thì năm kia nó 2 chị em ở, nhưng mà năm ngoái là Covid là cô kia đi chợ nó phải kiếm mà cô người kiếm. À, bây giờ bán khoai lang. Khoai lang. Mà cô cứ cô này hôm nay ốm toát hết cả mồ chứ. Đây ngồi ngủ gật. Thiếu. Thiếu ngủ đấy ngủ gật. Thấy hồng hào. Cô thiếu ngủ nhiều lắm. Cô đi suốt bán nó ế. Bây giờ cô thì thấy còn có vài cây bắp mà bán hết. Cô luộc, cô luộc có 50 bát thôi. Hả? Luộc có 50 bát thôi cũng bán được nhiều. Cô nhiều cũng bán được thì thấp mà vốn. Cô luộc có 50 bát mà. Chỉ còn nhiêu? Cô đây này, cô mấy bát, cô mấy bát đây này. Bán chắc được 10 bát. Còn nguyên ở đây cháu này. Đấy. Cô luộc có 50 bắp ngô mà còn nguyên này này. Chẳng có người ăn gì. Chứ bán hết bắp đó nhiêu tiền? Cái này bán trả lãi suất trả được là bao nhiêu? Nhiều. Cô bán mỗi bắp này chỉ lãi được mấy trăm, mà nồi được mấy trăm con thôi. Mà giờ chị... bán hết cái bắp đó, bán nốt là nhiêu? Mà nốt chỗ này bao giờ về à? Không bán nốt là nhiều à, cháu lấy hết đây. Lấy hết cái chỗ này cả vốn cả bán vốn ấy. Vốn cái này cô lấy vào đắt lắm. Nhưng mà nhiêu tiền giờ cháu mua hết nốt là nhiêu tiền? Không biết là còn bao nhiêu bác. Nhiều trái. Cô bán 8.000 một bác. 8.000 bác à? Nhưng cô mua 70, hơn 70 rồi. Mỗi bác cô chỉ lời được mấy trăm con thôi. Mà ngô ở đây là ở ngoài mình, ngoài Bắc này là cô ngô, mà ngô này là tại vì nó cao là ngô này chở tận trong Sài Gòn ra, ngô Đà Nẵng. Thế à? Chứ ngoài này không có ngô. Có chứ, trên cao mà làm gì không có ngô. Về mùa này, về mùa này là, về mùa này nó nắng, ở ngoài này là cái ngô nó nhiều, không có hột.
Hà Nội ngô, ngô bao la. Cái ngô nó không ngoài hạt cháu ạ. À. Có thì có những cái ngô, thời tiết hôm nay nó không ngoài hạt. À, cho nên là ngô đây là chủ nó lấy từ Đà Nẵng ra đây đấy. Cho nên giá thành nó cao. Từ Sài Gòn giờ từ à. Đà Nẵng. Thế chắc Sài Gòn còn gì? Sài Gòn. Ai mà nhập ngô từ Sài Gòn. Cái ngô này là thuộc Đà Nẵng, ở Đà Nẵng. Cô thì cô cứ nói nôm mà. Yeah. Ngô này nó ở Đà Nẵng trở ra. Cho nên là giá thành nó mới cao. Thế là bị mà ở ngoài nói chung bây giờ Covid dân ở đây người ta không kiếm được tiền nên các cô đi bán nó ế lắm, không có người ăn. Cô cân mỗi túi này là 2 nặng mà. Thế là 2 nặng này là cô bán 10.000. Đấy, 10.000 một túi. Nhưng mà có người mua chưa đâu. Đấy. Có người mua. Vậy vậy giờ cháu ủng hộ cô một số tiền đó. Thế thì còn gì bằng cô cảm ơn cháu. Mê mẹ. Sợ nữa đây người ta thấy cháu ta sợ hơn. Giờ hôm nay cô đếch cho xem đấy chứ. Cô người cô yếu cô ngủ gật đấy. Chứ cô tên gì? Hả? Cô tên gì? Cô tên là Bùi Thị Hoa. Hả? Bùi Thị Hoa. Hoa à? À, như bữa gặp rồi mà. Bữa gặp cô rồi. Bữa có tài trợ cho cô rồi mà. À, bữa trước là cô tài trợ cho cô ở chỗ trên kia nhỉ? À, đúng rồi, đó là cô tên Hoa. Cô tên Hoa. Có gì cháu tài trợ cho cô một số tiền nhé để trang trải. Cho thế thì cô cảm ơn cháu. Thế này là cô được 3 tháng nhà trọ rồi đi này. Cô được 3 tháng trả tiền phòng rồi đấy. À, thế à? Thì là 1.2 triệu mà cô nếu mà cô cháu ủng hộ cô này là cô được 1.3 triệu này, nói thật là cô rất là cảm động, cảm ơn cháu. Okay. Vì cô đỡ lo lắng cái tiền nhà trọ, vì là bây giờ đi kiếm sống nó cũng khó, chỉ lo tiền kiếm để mà trả tiền phòng thôi. Thế còn các cô lên đây thì gạo thì các cô mang đi rồi, gạo mang đi thì nói chung còn mua chai nước mắm nước giả thôi thì nó không đáng gì, nhưng mà lo nhất là tiền phòng. Okay. Nhưng mà không trả được tiền phòng thì người ta không cho mình thuê nữa. Đấy, nên là nó khó khăn một thời gian nó Covid này là cũng dài, cho nên là các cô cũng rất là lo lắng. Cô cũng chả biết nói gì thôi, cảm ơn cháu. Nhưng các nhà tài trợ thì đã quan tâm, thì đã giúp đỡ cô trong cái lúc khó khăn. Thì cháu chúc về đây nhé. Giờ cô mệt cô không về à? Cô đứng đây một tí rồi cô, khi cô không về thì cô đang nghĩ cô về. Cô mời cháu thứ này. Thôi cháu. Cô mời cháu. Nãy cháu mới ăn cái ngô. Thì cái ngô rồi thì cô cứ mời cháu này tí nữa thì cháu đi cháu. Cái lạc này. Cháu không biết ăn lạc hả? Cô ăn lạc ạ? Cháu ăn. Thế ăn khoai nhé. Ăn khoai nhé. Thôi cô mặc theo củ khoai. Thôi được rồi cô, thì cháu không có mang nhiều đồ được á. Đấy, cháu có mấy cái cháu cầm túi bóng này mà, cô bỏ túi bóng. Cháu chỉ ăn cái máy nó nặng á, giờ cháu đem nhiều đồ nữa, không có mang theo được. Yeah. Thôi không khác gì nhé. Rồi, thế cô cảm ơn cháu nhé. Chúc cô sức khỏe nhé. Cô cảm ơn cháu. Đã đây này, đã có cơ hội dành cho cô như này nè. Được mấy tháng nhà trọ gì đây này. Cô nói thật đấy là giúp cô được mấy tháng nhà trọ là cô đỡ luôn lo lắng. À, tại cháu hay ủng hộ cô á. À. Mà sợ là cứ ai ngồi gặp được cháu thì cô lại nhận được quà. À, okay. Thì, cô cảm ơn cháu nhé. Thì cháu không về đây nhé. Dạ, hay cô sức khỏe. Vâng, hay cô cũng chúc cô đáng chạy nhé. Vâng. Cháu về nhé. Vâng. Thế cô cảm ơn cháu nhé. Quay gì đấy?